cái album màu tím nha, cả nhà mình mong đợi rất là lâu đúng không? Hà về đủ cho mọi người chốt, không cần phải lo nghĩ gì hết luôn nhá cả nhà nhá. Mà Hà không bán, Hà không có bắt mọi người mua ấy, là không có kêu mọi không có cần mọi người mua là phải mua 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 set hai hai tip. Mình có thể mua từng tuýp một như thế này nhá cả nhà nhá. Hà chỉ bán với giá có 28 đồng một một tuýp thôi nhá. Em nhận được hàng hôm qua rồi chị, có nói với chị chắc tin nhắn bị trôi, đúng rồi chắc vậy đó. Nhá. Cái này là chống nắng để an ba màu tím nhá cả nhà nhá, bởi vì cái ánh đèn của Hà nó hơi sáng á. Cho nên là tại vì Hà để ngay trước này này cho nên là ánh đèn nó hơi sáng, cho nên thật ra thì nó là màu tím nhá cả nhà nhá. Chống nắng màu tím nhá. Chống nắng này là màu tím, chống nắng này màu tím ấy thì mọi người biết không, nó kềm dầu rất là tốt cho mọi người. Đánh lên một cái là thô khô thoáng liền ngay tức thời nhá cả nhà nhá. Nếu mà nói về em mà chống nắng này á, nếu mà về màu hồng ấy thì nó là một cái màu mà nó rất là bóng nha cả nhà nhá. Nó không thiên về cho mấy chị em mình da dầu da nhờn đâu nếu mà là màu hồng. Còn cái loại này á, từ da hỗn hợp cho đến da dầu này kia là đánh được hết luôn nhá cả nhà nhá. Ở Hoa Bi Ngân chào em nhá, lâu lắm rồi mới thấy em đó. Nha cả nhà nhá. Cái chống nắng để ăn ba màu tím này á thì Hà biết luôn á, một set của người ta hai tuýp bán tới 50 mấy đồng lận nhá cả nhà nhá. Hà bán 24 đồng thôi nhá cả nhà nhá. 24 đồng một tuýp. Bây giờ là có hàng để cho mọi người trải nghiệm nhá cả nhà nhá. Cái này đặc biệt một cái nhá cả nhà nhá. Cái này đánh lên một cái che khuyết điểm tốt và không nhờn rít, không dính, không bết dính, không gì hết nha cả nhà nhá. Có một cái Hà thử rất là hay. Khi mà Hà đánh kem chống nắng ấy thì Hà mua cái cục mút ấy, mà mọi người biết là Hà cũng thử trải nghiệm thôi. Hà cũng thử trải nghiệm, thật sự là Hà thử trải nghiệm thôi, bởi vì khi mà cái tự Hà nghĩ ra vậy á, cái kem chống nắng mà thường ấy mà giống dạng như là BB mà nó nâng tông lên đấy cả nhà, thì mình Hà mua nó một cái set của nó như nó có 2 đồng mấy hay bao nhiêu gì đấy thôi, nó có ba cái cục mút nó bé bé như thế này này, cái cục nó tròn như thế này luôn, thì mọi người đánh cái chống nắng đấy lên đấy, mọi người đánh cái chống nắng lên, thật sự đánh lên nó không đụng vô tay nhưng mà nó tản ra rất là nhanh và rất là đều luôn nhé cả nhà nhé. Trên mặt Hà là nói thật luôn, Hà đi làm về nha là không có làm bất cứ cái gì trên mặt hết, Hà không có thời gian làm luôn, không có làm cái gì trên mặt hết, Hà chỉ có một chút cái má hồng này kia lên thôi đó, không có bán cái gì luôn. Người ta bán 55 đồng một set hai tuýp nha cả nhà nhé. Hà mà về hàng được ấy, thì mọi người cứ yên tâm luôn là cứ việc chốt đơn hàng, nếu mà mọi người đợi được Hà về ấy, giá ổn định rồi á là Hà cứ như thế Hà bán nha cả nhà nhá. Nếu mà mọi người coi ở trên mạng đi thì nó cũng giá nó cũng cao cao ngất ngưởng dữ lắm. Với cái này á, nếu như mà ai á mà muốn lấy hai tuýp á thì Hà sẽ sale cho mọi người tiếp tục nha cả nhà nhá. Mọi người mà lấy hai tuýp thì giá em này chỉ còn 24 đồng, chỉ còn 45 đồng thôi nhé cả nhà nhé. Nếu chị em nào lấy chào Thủy nhá. Nếu mà chị em nào lấy hai tuýp, Hà sale tiếp tục nữa cho mọi người chỉ còn có 45 đồng hai tuýp thôi. Chị em nào mà mình ở gần nhau ấy thì mọi người mua đi. Và cái kem chống nắng này ấy, mọi người biết không? Thật ra mà nói ấy, ngay đầu bên Hàn người ta cũng nói Hà là đặt dùng cho người ta luôn. Thật sự người ta cũng không lấy được hàng luôn. Bởi cái hàng này này còn ai người ta lấy được hàng ở đâu ấy thì thật sự không biết luôn. Ở cái bên kia của Hà đó người ta còn nhờ Hà lấy dùng luôn á. Tại vì cái này nó rất là khó lấy hàng và đặt đấy là người đặt đấy là phải đặt cả thùng thì lúc đấy mới lấy được nha cả nhà nhá. Chống nắng tím nha cả nhà nhá. Nâng tông lên mà lại không nhờn bết dính gì hết nha. Khô thoáng đẹp nha cả nhà nhá, bảo đảm là đẹp luôn cho mọi người luôn. Với cái này thì người ta review quá nhiều rồi, Hà không cần phải nói nhiều nữa. Cái công dụng của em này ấy, cái công dụng của em này thì mọi người biết rồi, là chống nắng, độ chống nắng cao, che phủ tốt, không nhờn, không bết, không bóng nhảy mặt, không nhờn rính bít gì hết nha cả nhà nhá. 24 đồng một tip, mua hai tip chỉ còn 45 đồng thôi nhé cả nhà nhá, là mọi người đủ biết là cái set này nó cực kỳ hot như thế nào rồi nhé cả nhà nhá. Ok chưa? Chị em nào mình lấy á thì mọi người nhớ nói lên đây. Hà xuống like, Hà cứ bán lẻ cho mọi người á là không có bán với cái giá này nữa, bởi vì cái tương tác ở trên Facebook với nó hơi kém á,
Cho nên đâm ra là Hà cứ hay bán sale ở trên live này một chút xíu cho mọi người chốt ấy. Thì mọi người cứ comment lên đây ghi là chống nắng ăn ba thôi, một hoặc hai thôi là Hà biết rồi nhá cả nhà nhá. Cứ cứ biên như vậy là Hà biết nha. Chống nắng để ăn ba nha. Thì rất là nhiều chị em hỏi Hà nhá cả nhà nhá, rất là nhiều chị em hỏi Hà luôn về cái chống nắng này, bởi vì nó là được SPF 50 cộng nhá, BA tới 4 cộng lận. Đó. Cái chống nắng này thật sự nó có chứa rất là nhiều cái tinh chất. Cái nói chung lại là của cái nhà ăn ba này thì xài rất là tốt rồi, không còn phải bàn nữa. Rất nhiều người ta review nhiều lắm trên TikTok, nếu mà mọi người vào trong TikTok mọi người gõ đó thì rất là nhiều luôn, nhiều lắm. Người ta nói về cái dòng cái em này, nói về cái em này thì rất là nhiều luôn nhá cả nhà nhá. Chỉ có 24 đồng một tip thôi nhá cả nhà nhá. 24 đồng một tip. Hà qua cái mã khác nha cả nhà nhá. Qua luôn cái mã khác luôn. Hà qua mã khác nha. Đấy. Qua mã khác cho mọi người.